thanh lý tiếp 23 cặp lo của Mini, hàng nội địa Nhật. Thì ở đây đáng chú ý đầu tiên là mấy cặp lo toàn giải. Thì đối với khách lẻ thì em sẽ kiểm tra gân, gân của mỗi cặp lo có ok không. Nếu một gân thì em thay gân cho khách. Còn đối với khách sỉ thì em bán xô ngang, các anh phải tự về lao động thêm tí tí nữa nha. Thì đây có mấy cặp lo toàn giải như vậy. Đây là lo xí ngậu của Địa Nông. Cặp lo này nếu mà bán lẻ thì cũng 800 1 triệu rồi, cực kỳ nặng, toàn bộ bọc sắt. Những cặp lo 3 đường tiến đây, đây là cặp lo 3 đường tiến nè. Đây lo 3 đường tiến thì em bán xô ngang như vậy, nên các anh nào mua sỉ thì một gân hay là dây lo nó bị sát ở ngoài sau mình phải tự nối lại nha. Thì em sẽ không có bao mấy phần đó, tại vì mấy anh mua về thì mấy anh lao động tiếp em nha. Đây, đây là cặp lo Sony HDD. Cặp lo này rất là to nha, chiều cao nó đây rất là to. Đây là lo zin của những dàn Sony chạy HDD tầm 2,5 triệu một bộ á. Thì đây là những cặp lo zin của nó. Thì bên đây cũng vậy, đây là cặp lo zin của Sony HDD M70HD nè. Đây là sáp, sáp CX11, kem wood. Đây, ở dưới này là hai cặp lo Victor, lo 3 đường tiếng bass 13 cm. Đây, bass 13 cm lo 3 quay có hai cặp. Bên đây là Bana Pioneer, Bana ở trên này, Kenwood, rất là nhiều hiệu. Nếu mà hiện tại thì mình có 23 cặp, chuyển khoản đủ là em bán 6 triệu. 23 cặp chuyển khoản đủ bán 6 triệu thì các anh tưởng tượng là 6 triệu mà chia 23 cặp là có 200 mấy chục ngàn một cặp thôi. Bán sỉ là chuyển khoản đủ 6 triệu tính ra chỉ có 200 mấy chục ngàn một cặp lo thôi. Còn nếu mà các anh nào mua lẻ, các anh nào mua lẻ thì tùy cặp nha. Em không nói trước giá từng cặp nhiêu, nhưng mà tùy cặp. Tại vì các anh mua lẻ, các anh lựa, anh chọn thì đương nhiên cái nào đẹp, ok, ngon trong cái list này thì mấy anh chọn ra mất tiêu rồi. Người ta mua sỉ thì đương nhiên em sẽ tính cái giá thấp nhất để các anh nhập vô, để mấy anh có lời. Còn đối với mua lẻ thì em không thể tính như là giá sỉ mà xô ngang được. Thì mình phải xem từng cặp như thế nào thì em chào giá. Thì bây giờ là 23 cặp giao sỉ á, là 6 triệu trên 23 cặp thì em chưa chia ra được. Nhưng mà nếu mà chia ra thì khoảng 200 mấy chục ngàn một cặp thôi. Còn nếu mà mua lẻ thì em sẽ coi cặp lo đó như thế nào thì em chào giá lẻ. Các anh có thể mua 3 cặp 1 triệu, 3 cặp 1,5 triệu tùy. Nếu mà các anh lấy lo 3 đường tiến bát to không thì đương nhiên giá nó phải mắc hơn những cặp lo thông thường. Thì có những cặp lo rất là ok, như chẳng hạn như bát 14 lo 3 đường tiến, bát 13 lo 3 đường tiến, hai cặp Victor nè. Thì cặp Sony HDD là bát giấy là đã cực kỳ hay. Đối với những cặp lo mà Sony HDD thì khỏi chê về chất lượng nha. Trip là chất đơm, còn bát của nó là bát giấy, chất ảo lượng âm thanh rất là hay. Ở đây cũng Sony nè, trên đây lại là lo xí ngầu bọc sắt. Rất là nhiều model, lo 3 đường tiến rất là nhiều. Đối với khách sỉ thì các anh về lao động một gân mình thay gân. Còn đối với khách lẻ là một gân thì em sẽ thay gân ri cho khách lẻ nha. Rồi bây giờ em sẽ kết thúc cái clip test này. Các anh nào mua lẻ hay là mua hết 23 cặp lo này thì liên hệ em. Tổng cộng có 23 cặp nha, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 cặp mà trong đó là 3 cặp lo, 2 cặp lo toàn giải, 3 cặp lo Sony chạy HDD, 2 cặp lo mini đại, lo 3 đường tiến, bass 13, rồi còn lại là nhiều 2 cặp lo 3 đường tiến ở bên đây. Rồi cặp lo xí ngầu Đệ Nông, cặp lo xí ngầu Đệ Nông đó là giá thị trường là cũng 800-900 triệu. Thì nói đối với mà các anh là mua sỉ thì thật sự mình bán khoảng chục cặp là mình đã lấy dưới mất tiêu rồi đúng không? Thì chủ yếu là kho của em chật, rất là chật, hàng về liên tục mà em cứ ôm những cái đống lo này để đầy nhà quá. Thì chủ yếu thanh lý lỗ thôi, thì đâu có vụ mà thanh lý mà lời đúng không? Thanh lý lỗ cho các anh nào mà về mình lao động tí, mình bán lại thì mình kiếm lời. Các anh nào mua hết list này thì liên hệ em. Về mình chịu khó lao động tí là mình có thể bán những cặp lo. Thì hàng nội địa Nhật thì các anh khỏi nói về chất lượng rồi đúng không?
Bây giờ em xin kết thúc clip test nha. Các anh nào mua hết 23 cặp này liên hệ em, 23 cặp chỉ 6 triệu thôi, có 200 ngoài một cặp thôi nha.